1K á? À? Sao đây anh? Sao địt mẹ? Dạo này anh chán quá. Dạo này em cũng chán lắm. Sao thế? Thế anh nghĩ sao? Thì với rap Việt, địt mẹ toàn một lũ xàm lồ này. Ừ thì đa số là như vậy. Rap vớ vẩn, đéo có sâu. Và rap như này đơn giản. Oh my, bài rap không fame, không name, không có mục đích gì khác. Chơi vẫn đơn giản, không cần màu mè. Ta dây nhau mừng nhòe nhưng tương phản. Re-read đời tràn pha chút sao khan. Flow nhẹ nhàng, mạnh mẽ mà ầm vang. Đơn giản mà hoành tráng. Rap để thỏa mãn đam mê, như một tên cắt rượu muốn phê. Đơn giản chỉ có tên tôi, ok. Tao đánh nhau bằng tay và tao rap hay bằng miệng. Sẽ có một ngày trên tay tao cầm mai và trên đầu là vương miện. Tao rap chỉ bằng ai nhưng mà ít ai bằng tao. Tao flow chỉ bằng ai nhưng mà flow ai bằng tao. I'm a new rapper, I'm a 1K, I'm a no fan. You think about me, come on, yeah. Rap mà đéo có soul thì mình gọi nó là gì? Rap for lone hay gọi bọn mày là rap for whole. Rap mà đéo có soul thì ta gọi là rap for whole. Tôi xin là rap soul, mà sao mày đéo có rap soul? Nghe từ bà của mày sao ta lại hỏi nó rap đâu? Hay gọi bọn mày là rap go home. Rap mà đéo có soul thì ta gọi là rap for whole. Tôi xin là rap soul, mà sao mày đéo có rap soul? Nghe từ bà của mày sao ta lại hỏi nó rap đâu? Cờ hay xé cờ thì ta vẫn là tiên phong. Còn cờ nhắc nhà học mình cho mày biết ta là thiên long. Đỉnh cao của mày chính là đống cước của tao. Mày nói mày nghĩ rap nhưng mày đéo chấm dứt được sao? Đéo chấm dứt được tao, đéo đạt được chức của tao. Vì tao đéo cần tự tin nữa cho mày ăn cước thì sao? Cước đi mày tức vì tao, có khi nào uất ức vì tao? Có khi nào lần sau gặp lại cuộc đời mày phải chấm dứt vì tao? Công trạng mà thật nông cạn, nhìn nào cảm thấy nhục nhã vì chính tao đã từng gọi mình là ông bạn. Khẩu súng nào bắn được chó mà không đạn? Ta không là lửa mới chọn đất đá bằng chén kiểu ở trong chén mẹ. Chờ đợi có tao thì mày thật là chó má. Chó má tay mà cứ làm như là mày có giá. Ta cứ thích suy kiểu điên tiểu liên. Trong sát rap chật biết thì nói trường mày là tiếng liên. Rap alone hay gọi bọn mày là rap for hồn. Rap mày đã có soul thì ta gọi là rap for hồn. Tự xưng là rap soul, mà sao mày đéo có rap soul? Rap soul mà của mày sao ta lại hỏi nó rap đâu? Rap alone hay gọi bọn mày là rap for hồn. Rap mày đã có soul thì ta gọi là rap for hồn. Tự xưng là rap soul, mà sao mày đéo có rap soul? Nghe từ bài bài của mày sao ta lại hỏi nó rap đâu? Đúng, cái như là tiệc cúng bọn mày thật là đông đảo. Đông đảo đến mức chính ta mới biết bọn mày thật không hảo. Không mày tính mày đã lộ rõ mày là loại người không hảo. Bớt đàn anh đàn chị rốt cuộc chỉ là đàn anh nướng ở trong chảo. Cái như là tiệc cúng bọn mày thật là đông đảo. Nhưng tên nó chính bọn mày là trời lá trong giông bão. Ta phơi từng câu như từng viên đạn xéo ở trong não. Nó đã được sờ sờ ca là ca chỉ còn là tên hảo. Tên ảo.